Chào các bạn, hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ AI để viết nội dung phù hợp với cái mục tiêu là thể hiện được cái thông tin của cái website của bạn, nhưng mà cũng đáp ứng được cái mục tiêu làm về SEO, mục tiêu về các cái chuẩn helpful của Google. Thì trong trong quá trình sử dụng thì có một số rất là nhiều bạn góp ý rằng công cụ AI thì đã tốt rồi, nhưng mà nếu các bạn muốn viết một cái bài theo một cái keyword nhưng mà nó lại phải liên quan tới cái sản phẩm và dịch vụ của website của cái thương hiệu mà bạn muốn thì AI có vẻ hơi bị lúng túng ở trong đó. Thì cái video này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng AI để viết vừa target vào cái từ khóa nhưng mà cũng vừa hướng tới cái nội dung của cái sản phẩm cũng như là dịch vụ của bạn muốn truyền tải. Thì ở đây là một cái ví dụ, mình ví dụ cho các bạn ha. Cái yêu cầu của cái đề bài là làm thế nào để viết một cái bài về cái dịch vụ đó là tổ chức sự kiện, nhưng mà phải hướng cái bài viết vào cái sản phẩm và dịch vụ của website đó là tổ chức sự kiện Hương Đồng theo cái thông tin ở trên website này. Đây thì như vậy mình sẽ cần phải triển khai nó như thế nào. Thì khi xem qua thì mình thấy là trong cái tổ chức sự kiện Hương Đồng á thì nó sẽ có những cái dịch vụ ví dụ như nấu tiệc tại nhà, địa điểm tổ chức sự kiện, trang trí cưới hỏi tại nhà, thuê thiết bị bàn ghế âm thanh, thuê thiết kế và thi công trang trí hoa tươi, cung cấp thực phẩm, vân vân. Ngoài ra thì nó cũng giới thiệu đây là cái gì, ở đâu, địa chỉ liên hệ, vân vân. Thì mình có tổng hợp hết tất cả những cái ý mà mình muốn vào trong một cái file text thô như thế này. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là mình cần phải định hướng là mình cần truyền tải cái gì cho AI. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái file text, một cái file nội dung thô giới thiệu về cái công ty đó, vắn tắt. Đây là những cái dịch vụ của nó và đây là thông tin liên hệ. Thì khi mình sau khi mình có cái thông tin này, thì thông tin này thực ra là mình copy ở trên cái web này lại thôi, không có gì hết. Ví dụ như là mình copy cái dịch vụ cưới hỏi này, ví dụ nấu tiệc tại nhà này, địa điểm tổ chức sự kiện này, là mình copy mình bỏ nó vô thôi, địa điểm tổ chức sự kiện này đó. Rồi thì sau khi mình copy những cái ý mà mình muốn là AI khi mà viết thì sẽ bỏ vào trong bài, vào trong một cái file text như thế này. Thì sau đó thì mình sẽ quay lại công cụ AI thì mình sẽ thực hiện cái gì. Đầu tiên mình sẽ thực hiện là viết thông minh cái target từ khóa của cái bài này sẽ là mục tiêu là hướng vào cái từ là tổ chức sự kiện. Lưu ý là mình hướng vào cái từ tổ chức sự kiện nhưng mà mình phải liên thông với cái website là tiệc cưới Hương Đồng ở đây ha. Thì mình sẽ target cái từ khóa chính là tổ chức sự kiện thì mình vẫn target như vậy. Sau đó thì mình bấm next. Về từ khóa phụ thì mình sẽ không cần từ khóa phụ nên mình sẽ bỏ, không cần sử dụng từ khóa phụ, mình đánh vào cái mục là không cần từ khóa phụ. Sau đó tới cái phần mà dàn ý thì bạn sẽ chọn sử dụng cái dàn ý nâng cao, cái tùy chọn nâng cao, dùng AI để xây dựng cái dàn ý chi tiết và đúng mục tiêu hơn. Thì mình sẽ chọn ở đây. Rồi, mình sẽ chọn cái dàn ý chi tiết gồm cả H2 và H3. Bài viết dài khoảng hơn 2.500 từ. Và cái dữ liệu mà nãy mình chuẩn bị đây, mình sẽ copy nó. Và mình sẽ dán vào trong đây. Thì dựa vào cái dữ liệu này, thì AI sẽ tiến hành tạo ra một cái dàn ý. Sau khi các bạn bấm nút tạo dàn ý thì AI tạo ra cái dàn ý cho các bạn dựa trên cái từ khóa chính của các bạn
cộng với cái dữ liệu mà các bạn đã thêm vào ở đây. Thì với cái dạng ý mà AI tạo ra, bạn cũng có thể tiến hành điều chỉnh nó với những cái ý mà các bạn cảm thấy là nó chưa phù hợp, hoặc có thể thêm hoặc là có thể điều chỉnh. Ví dụ dịch vụ cho thuê tổ chức sự kiện tại nhà, bạn thấy ý nhiều quá, các bạn có thể bỏ bớt ý đi. Ví dụ bỏ bớt ý này đi ha. Rồi tiếp tới là các bạn cũng có thể thêm vào những cái ý khác trong cái dàn ý mà các bạn cảm thấy là chưa chưa phù hợp. Sau khi các bạn tiến hành hiệu chỉnh xong dàn ý thì các bạn như cũ bấm nút next, và ở đây các bạn sẽ tiếp tục mà sử dụng AI để nó viết cho các bạn cái tiêu đề cũng như là đoạn giới thiệu của cái bài. Thì sau khi các bạn cho AI viết xong, các bạn sẽ chọn một cái ý nào đó. Thì ví dụ như ý này, bạn cảm thấy là thiếu cái tiệc cưới hương đầu, bạn sẽ thêm vào ha. Sau khi hiệu chỉnh xong, các bạn bấm nút next. Thì những cái dữ liệu mà lúc nãy các bạn thêm vào sẽ được chuyển qua cái mục là nhập liệu và AI, để AI tiến hành học và mang cái dữ liệu này vào trong bài viết. Bạn chú ý rằng ở đây nó có hai cái option. Một là đây là nội dung unique và AI chỉ cần thêm và chỉ cần học và thêm vào bài thôi. Một option khác là đây là nội dung trùng lặp, AI cần phải xử lý tránh đúp, liên kết, sau đó mới học và thêm vào bài. Thì trường hợp thứ nhất là AI sẽ không có tiến hành rewrite nội dung, mà nó sẽ lấy nguyên cái nội dung này, nó bỏ vào trong bài tùy theo cái dàn ý mà nó xây dựng. Còn cái cách thứ hai là AI sẽ tiến hành rewrite lại nội dung, sau đó mới bỏ vào bài. Thì đối với cái bài viết này thì đây là những cái nội dung mà unique rồi, mình không có muốn là nó tiến hành rewrite lại, mình muốn là nó sẽ học toàn bộ cái nội dung này và bỏ vào bài viết. Bạn lưu ý là các bạn có thể chèn cái thông tin liên hệ vào trong cái nội dung mà bạn muốn AI tham khảo, thì AI sẽ học và viết vào bài. Chú ý rằng để mà nó viết được cái thông tin liên hệ vào bài á, thì các bạn trong bài cũng phải hướng dẫn nó là có cái mục liên hệ thì nó mới viết. Còn nếu các bạn không có để cái mục liên hệ thì nó có thể sẽ không viết ha, có thể viết hoặc có thể không viết tùy theo cái dàn ý mà các bạn quy định. Rồi thì ở đây mình sẽ không hiệu chỉnh gì thêm, mình sẽ bấm nút next. Rồi chỗ này thì mình không có dùng semantic keyword gì cả nên mình cũng sẽ bấm nút next ha. Rồi tiếp tục là mình sẽ chọn cái model mà viết bài, thì ở đây mình sẽ chọn model là Cloud Line để viết ha, cái model mà có hai cái đốm lửa đây. Rồi sau đó mình sẽ bấm viết. Thì dựa vào cái tiêu đề lúc nãy mình cung cấp này, nó sẽ tiến hành viết theo đúng cái dàn ý mà mình muốn. Rồi thì sau khi nó viết xong, mình sẽ bấm nút next. Mình sẽ có thể tìm kiếm một số cái hình ảnh về bài viết để mà chèn vào bài viết. Ví dụ như mình sẽ lấy cái hình này, lấy hình này, này, này. Chú ý rằng trong trường hợp mà bạn không có chọn hình ở đây thì bạn cũng có thể tìm những cái hình ở những cái chỗ khác mà các bạn bỏ vào không có gì cả. Rồi các bạn bấm nút next. Các bạn cũng có thể tìm thêm cái video để chèn vào bài viết. Hệ thống sẽ tự động tìm theo đúng cái tiêu đề này ở trên YouTube ha. Trong trường hợp mình tìm mà không thấy cái video nào phù hợp thì mình sẽ bấm nút next. Thì đây là một cái bài viết hoàn chỉnh sau khi AI nó viết xong. Thì lúc nãy mình sẽ thấy là nó để cái thông tin liên hệ bị sai. Mình sẽ lấy cái thông tin liên hệ ở đây mình bỏ vào cho nó chính xác.
Rồi, thì đây là cái thông tin liên hệ chính xác. Những cái chỗ mà mình cảm thấy là format chưa tốt thì các bạn cũng có thể điều chỉnh lại. Rồi, trong trường hợp bạn có hình ảnh, bạn muốn hiệu chỉnh nó, các bạn có thể bấm vào hình ảnh và chọn cái tính năng hình ảnh đây để tiến hành hiệu chỉnh. Ví dụ có thể hiệu chỉnh lại cái tiêu đề của cái thẻ ALT của hình. Chú ý rằng cái đường link của hình á, thì mặc định nó sẽ sử dụng cái đường link từ những cái website mà mình tìm về. Tuy nhiên khi mà nó đăng bài lên website của bạn á, thì hệ thống sẽ tự động upload cái ảnh này vào trong cái website của bạn. Vì thế các bạn không cần phải hiệu chỉnh cái đường link này làm gì. Trong trường hợp bạn muốn upload một cái tấm ảnh mới vào thì các bạn có thể bấm vào đây và chọn upload ảnh. Rồi, với những cái trường hợp mà các bạn cần AI viết thêm, bổ sung thêm ý thì các bạn sẽ có thể tô đậm một cái đoạn văn. Sau đó chọn cái tính năng là Write More để AI chủ động tìm kiếm và viết thêm thông tin. Ngoài ra thì sau khi viết xong thì hệ thống chấm điểm SEO sẽ hoạt động, thì các bạn sẽ coi những cái nội dung nào mà các bạn cần hiệu chỉnh để hiệu chỉnh cái bài viết lại cho nó chuẩn trước khi mà các bạn bấm vào nút đăng bài ha. Rồi, mình cứ save tạm cái bài này lại trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn này. Nếu các bạn cần trợ giúp gì thêm thì các bạn cứ liên hệ với mình thông qua để lại cái comment ở bên dưới. Trong trường hợp mà các bạn cần sử dụng tool thì mình cũng để lại cái link thông tin của tool bên dưới ha. Mình cũng sẽ để cái link chia sẻ cái bài viết này cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ công cụ AI viết content của AI Ketopi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip hướng dẫn khác.